Dưới đôi bàn tay khéo léo của mình, nhiều năm nay ông Lù A Dầu cùng các thành viên trong câu lạc bộ liên thế hệ mây tre đan xã Mường Bo đã tạo ra hàng trăm sản phẩm đan lát thủ công có tính thẩm mỹ cao và cũng rất đặc trưng, gắn liền với văn hóa dân tộc Tày. Khi câu lạc bộ được thành lập, tôi đã đăng ký tham gia để dạy lại cho con cháu biết nghề truyền thống của dân tộc mình, và cũng là để cùng mọi người làm ra nhiều sản phẩm, bán ra thị trường, phục vụ khách du lịch. Mình cũng có thêm thu nhập. Thành lập từ tháng 10 năm 2020, đến nay câu lạc bộ liên thế hệ mây tre đan Mường Bo thu hút sự tham gia của 11 thành viên. Ngoài những vật dụng hàng ngày như mẹt, sàng, bồ đeo, rổ giá, dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các thành viên đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm trang trí, làm đồ lưu niệm phù hợp với thị hiếu của khách du lịch. Thành lập một cái câu lạc bộ gọi là tổ mây tre đan để làm cái ngành nghề, tức là cái hàng hóa của truyền thống của địa phương để duy trì lại, để chuyển cho thế hệ sau. Và nếu mà không, các cụ mà không tổ chức làm ấy, không truyền lại cho các thế hệ sau ấy, thì sau này nó mai mốt thì cái nghề truyền thống của địa phương này. Tiếp tục để đan lát thêm những thuộc cái sản phẩm mới để có cái quà lưu niệm các cái du khách, để có quà để làm sao đến với địa bàn Mường Bo thì có một cái phần quà đó để về tặng cho người thân hoặc là các cái bạn bè khác. Với 7 homestay được người dân đầu tư xây dựng để đón khách, chính quyền Mường Bo đã vận động bà con giữ gìn phát huy nghề đan lát truyền thống. Đây là cách bảo tồn nghề truyền thống, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng cũng như việc làm thu nhập cho người dân địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền địa phương cũng như là người cao tuổi để phát triển những cái đan lát này, rồi là đưa vào trưng bày, mà đồng thời tức là cũng gọi là một cái sản phẩm để khách nó có nhu cầu là mình có thể là làm quà cho khách. Thay vì nghề truyền thống chỉ phục vụ nhu cầu của chính bà con, sản phẩm đan lát của đồng bào dân tộc Tày Mường Bo đang tạo nên một nét riêng đối với du lịch bản làng vùng cao.